Thanh Bình chưa quyết định tìm tình yêu mới dù mở lòng trước đó, nhưng lại bị phép vì cho rằng Lăng Nhăn quen cô này mà đi với cô khác. Giữa mình với Thanh Tuyền á, thì mình có cái ý định tìm hiểu cái mối quan hệ này, đó là mình muốn hệ không có rõ ràng. Thanh Bình và Ngọc Lan từng là một trong những đôi vợ chồng tan vỡ gây tiếc nuối nhất trong showbiz Việt Nam. Sau hơn 4 năm đường ai nấy đi, nếu như Ngọc Lan vẫn tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai, thì Thanh Bình lại đi tìm hiểu một cô gái. Ấy vậy mà, trong một buổi phỏng vấn với giới báo chí, nam diễn viên tiết lộ anh chưa có ý định mở lòng lần nữa. Chia sẻ về cuộc sống của bản thân, Thanh Bình cho biết anh chưa có ý định đi tìm tình yêu mới. Hơn 2 năm, nam nghệ sĩ tạm gác việc làm phim để tập trung cho công việc kinh doanh và hoàn thành những dự án phim đã ký trước đó. Khi đã lựa chọn kinh doanh, tình cũ Ngọc Lan chỉ chọn những vai diễn mình thật sự yêu thích, kịch bản thật phù hợp để tham gia, chứ không chạy nhiều phim như trước. Trước lời bộc bạch này của Thanh Bình, khán giả không khỏi lấy làm thắc mắc, bởi lẽ hồi đầu năm 2022, nam diễn viên còn hào hứng nói rằng anh đang qua lại với một cô gái. Nam diễn viên cho hay, cô ấy hiểu và rất tin tưởng tôi. Những lời nói của tôi dành cho cô ấy đều hiểu, nhưng vì cô ấy không làm trong giới nghệ thuật nên tôi phải có trách nhiệm giải thích. Đó là đời sống riêng tư nên tôi xin phép không thể chia sẻ nhiều hơn, nhưng quan trọng nhất là cô ấy tin tưởng tôi. Có lẽ Thanh Bình và Tình Mới đã kết thúc mối quan hệ vì một số lý do riêng tư, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Chính vì thế, nam diễn viên chỉ muốn một mình để có nhiều thời gian xây dựng bản thân và tìm hướng đi mới trong công việc. Tuy nhiên, trên trang Facebook cá nhân, á hậu Thanh Tuyền từng bất ngờ đăng một bài viết khá dài để bóc phốt thói lăng nhăng của diễn viên Thanh Bình. Cô đang tự nhận là bạn gái của Thanh Bình trong suốt gần 2 năm. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ khá sốc và hiện đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Cô gái đăng bài tố Thanh Bình chính là á hậu 1 của cuộc thi Miss Việt Nam World War 2018, Thanh Tuyền. Nàng á hậu cho biết cô rất thất vọng về con người của anh nên viết ra tâm sự để những cô gái khác đừng bị lừa gạt. Cô nàng tiết lộ rằng ngay ở thời điểm anh và vợ cũ chỉ mới ly hôn, nam diễn viên đã có ý định muốn ngoại tình. Anh thường dẫn cô đi ăn uống và đưa về nhà riêng để bày tỏ rằng anh rất thích cô. Tuy nhiên, vì biết không có kết quả nên Thanh Tuyền đã từ chối. Mãi đến năm 2020, Thanh Bình tiếp tục liên lạc lại với cô và khẳng định đang độc thân nên muốn bắt đầu một mối quan hệ. Theo chia sẻ của Thanh Tuyền, lúc này cô nàng mới nhận lời làm bạn gái của nam diễn viên ngõ vắng. Thanh Tuyền cho biết trong suốt 2 năm cô đã rất hạnh phúc và tin tưởng anh, nhưng chẳng thể ngờ nam diễn viên lại lăng nhăng như thế. Nàng hậu tiếp tục hé lộ rằng sau khoảng thời gian giãn cách xã hội, Thanh Bình đi quay ở Đà Lạt và cô nhận ra anh có nhiều thay đổi. Sau khi tìm hiểu, mỹ nhân này phát hiện bạn trai có mối quan hệ qua đường với nhiều cô gái. Nam diễn viên không chỉ đi quay tại Đà Lạt mà còn hẹn hò với nhiều cô tại đó. Đến tháng 1 năm 2022, Thanh Tuyền cho biết phát hiện Thanh Bình đã đi khách sạn với một cô nàng khác. Cô còn bắt gặp tin nhắn trò chuyện nóng bỏng của anh với nhiều cô gái. Nàng á hậu viết, tôi đã nhắn tin hỏi anh, nhưng anh chối là không có đi cùng bất cứ ai. Sau đó tìm hiểu thêm, thì tôi biết được anh qua lại với rất nhiều cô gái khác. Trời ơi, thật là đáng sợ về một người tôi đã từng tin tưởng. Bỏ ngoài tai những lời đồn không tốt về anh, anh tàn nhẫn khi tôi bệnh và sốt. Anh đối xử tệ với tôi và anh cũng chưa hề an ủi hay động viên tôi. Thế mà sau đó anh tiếp tục nhắn tin và hẹn hò với những người con gái khác. Về phía Ngọc Lan, người đẹp đã nhiều lần khẳng định với công chúng về việc không muốn đi thêm bước nữa. Nếu như may mắn tìm được chân ái, nữ diễn viên chỉ muốn dừng ở mức quan tâm, chia sẻ, chứ không muốn về chung nhà. Cụ thể Ngọc Lan tâm sự rằng cô không thích ai sai con cô. Khi về chung nhà, họ có thương cậu bé thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng nữ nghệ sĩ không thích điều đó. Tính Ngọc Lan hay tính xa như vậy. Mùa dịch cô cảm thấy stress vì lo xa quá. Diễn viên 8X đã chuẩn bị hết, đã đi làm di chúc. Cô có tính tự lập, khi sinh con là để nuôi con, đem con đến thế giới này thì mình phải nuôi, phải lo cho nó. Sau tất cả, cuộc sống của Thanh Bình và Ngọc Lan đã có những ngã rẽ khác nhau sau khi ly hôn. Người tiếp tục thăng hoa trên màn ảnh, người muốn tập trung cho công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn hết lòng chăm sóc nuôi dạy cậu con trai chung Louis, giữ đúng trách nhiệm của bố và mẹ.